ngọt ngào. Khóc sai khiến anh hoang mang, trái tim đã yêu vội vàng. Đông sáng rồi mà lòng anh đây vẫn cứ mãi đơn côi. Nếu như đến nay em vẫn còn xa xa lòng ly, hãy để cho anh được che chở em đi. Mặc dù bề ngoài anh chẳng bánh bao, chiều dài thì chẳng được cao, nhưng tình yêu của anh đã trao em. Em tính thế nào, vậy thì đừng để cho anh phải cô đơn, khiến cho đôi môi khô hơn. Ta đến bên nhau thôi, gió đông sẽ lại không có ai bên cạnh em. Bên anh này, đừng rời xa anh vì anh. Xa vời mà vẫn cứ mong đời mãi. Because you are mine. Anh có một cô bạn thân này, cô ấy tên là Đơn. Mỗi khi cô ấy ghé thăm lại làm anh nhớ em nhiều hơn. Bắt đầu ngày mới trong vòng tay anh mà có một tờ vay. Cô em gái tuyệt vời nhất ở số anh. Bởi vì em xinh, đứng một mình nhiều người xác thấy ngay vẫn còn tình. Chờ em thích giống như cực hình, nỗi buồn thầm kín anh cứ lặng thinh. Đợi một ngày tươi không cần tưới á, anh sẽ báo phụ huynh yêu nhau lâu chán để chuyển sang cưới. Rồi kể từ đó cũng đón bình minh à. Em hãy đến với anh yêu em, đừng đến với người em yêu. Xã hội đã có rất nhiều kiểu, lỡ phải người xấu hiệu quả ai chịu. Nói giờ không biết em có hiểu, đơn giản anh yêu rất nhiều. Một ngày em tỏ vẻ ra khó, cả thế giới của anh buồn thiu. Vậy thì đừng để cho anh phải khổ hơn, khiến cho đôi môi khô hơn. Ta đến bên nhau thôi, gió đông sẽ lại không có ai bên cạnh. Hãy đến bên anh này, đừng rời xa anh vì anh yêu em. Nhớ nhung nụ cười mong bao đêm, anh chỉ muốn bên cạnh người biết là xa vời mà vẫn cứ mong đời mãi. Because you are my này. Nhớ đêm mong em có biết không, đừng tránh xa cho anh thấy đau lòng rồi. Vẫn hy vọng dù giữa đêm mùa đông. Đừng để cho anh phải khổ đơn. Anh chỉ muốn bên cạnh người. Xong hộp xôi tôi lại leo lên giường, nhìn vào gương ôi nhìn mà thương. Cứ sống thế này cứ thế mỗi ngày, chất béo cứ thế lấp đầy. Sáng ra sao mà thấy thêm nặng chi thân hình, bắp chân bây giờ to bằng bắp tay tôi ngày xưa. Khi mà tôi còn chưa loay hoay trong vòng xoay cơm ăn tiền tiêu, chưa ai thèm yêu, vô tư hồn nhiên bao nhiêu. Và tôi lại kiếm cho mình những mầm sống vô hình. Dậy mà đi đồng bào ơi, đừng dừng chân cũng đừng nghỉ ngơi. Dậy mà đi, đứng lên đi, dùng hết ra chân mà đi. Dậy mà đi, dậy mà đi. Yeah, chuông bạo reo phát đất dậy luôn. Vận động đi thôi chứ lợi thêm mệnh hôm người chắc thành hình vuông. Cái thằng hay đòi ngủ thêm 5 phút
sẽ không còn được nuông chiều. Tạo thói quen mỗi ngày để ý thức thành một khuôn, thể dục thể thao cho đỡ y ai anh. Mặt mũi tươi rồi đỡ phương phạt lớn rồi chứ đâu còn bi ba bi bô. Không có sức khỏe là toang toàn toàn, trâu hơn cả trẻ em không còn nhớ như Seiko. Tập luyện chăm chỉ để có một bờ vai to, cơ thể mà yếu chỉ béo với con virus, tự bảo vệ mình chứ không phải ai lo. Lượn một vòng cứ xa đông vui, không thể tin là tôi mới 20 xuân thì dù nụ cười luôn nở trên môi, nhưng mà thật sự là cột sống của tôi thì đau khi quay ra đằng sau. Đau ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Dậy mà đi dậy mà đi hãy đồng bào ơi. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Dậy mà đi tầm dùng được cái thể gym có tận hơn năm, đã bao lâu nay để ý chỉ toàn ăn giờ chỉ có ăn năm. Thời gian trước hơi lười, quên không phải hơi mà rất là lười. Chăm vận động thấy mình tươi hẳn lên, tự tin hơn rõ khoác chặt vào người lên người. Thanh niên hoi giờ sắp sau múi, làm gì cũng không còn thấy đuối. Nếu cuộc đời đã chân được chạy xuôi, sức mình vẫn bệ từ đầu tới cuối. Đầu tư cho sức khỏe nó là chuẩn luôn, một cái thích cái một ít cho tài khoản lớn, không bao giờ lỗ như là tiền nào. Nhà tôi ba đời khỏe để tôi có khỏe hơn. Con người, tên của cha mẹ cho nên đừng có chê lười. Đứng lên chân bằng tay không còn thấy đêm dài. Với cái lên thật cao ta là mảnh xuân của ngày mai. Một, hai, ba, tay chạm vai, tay trước sau úp mở tay vuông góc. Ê, 5 6 xoay gót 2 nhịp. Ê, trái phải 1 2 1 2. Bước bay đi cùng nhau, ta là giống con người. Đang được cha mẹ cho nên đừng có chê người. Đứng lên chân bằng vai không còn thấy đêm dài. Với tay lên thật cao, ta là anh dương của ngày. Mạng xe nhau những việc tốt, hàng ngàn lại đua nhau lên top. Anh thì không, mình lao vào nhanh như một tia chớp, viết comment. Ôi bạn ơi, mọi người thì hãy nói mấy lời dễ nghe, không ai lên tiếng chê anh thì cứ phẫn nộ một mình anh ân vô. Ai cần tha tim đã lâu chẳng dòm ngó, chợt nhận ra bấy lâu nay chẳng trao đi những yêu thương. U là trời, thật lòng xin lỗi tất cả mọi người. Nấu mõ ta mà tốn mana, tốn mana. Anh lên mạng chung yêu là để làm ồn, làm ồn. Yo, lướt Facebook không như trước đây, truyền năng lượng xấu thì bước ngay, giờ anh chỉ quan tâm bài viết này, không để cho tâm hồn mình xước chảy. Phẫn nộ một mình anh ân vô. Ai cần tha tim đã lâu chẳng dòm ngó, chợt nhận ra bấy lâu nay chẳng trao đi những yêu thương. U là trời, thật lòng xin lỗi tất cả mọi người. Yeah.
comment lỡ lời. Giờ anh chỉ muốn mang lại tiếng cười, chốt là để không phải nghĩ người, cần một động lực để lấp nick mới. La la la. Chuyện khó khăn trên đời, ban tặng điều ước khắp nơi. Thừa nay thì ta biết làm gì đây? Sớm tối chỉ có ôm đàn, biết ai bầu bạn thương trà với ta. Vì ai ai cũng biết yêu thương thân mình, ai cũng mạnh mẽ phi thường kiên cường. Mọi người đều mang nụ cười trao đi khắp nơi, giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Thật ra từ xưa đến nay chẳng có việc gì khó cần ta giúp tay. Sức mạnh nằm trong chính bản thân con người đấy thôi, ta đây chỉ giúp mọi người được thấy thôi. Ý-a ơi à, ý-a, ý-a ơi à. Giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Hồ ly đây này dài thượt, cưỡi mây hóng mát che mỗi ngày vài lượt. Mới tìm ra được mấy ngọn núi như chữ đét. Có lẽ đây là thời điểm tốt để ta đi tìm bà bụt. Trải ra mấy niên vì giờ ta chẳng lo chi. Lên TV đọc vài câu rap kê dê. Phép thật giờ cũng không cần đến làm gì, cứ thông thả khắp trốn mà phi vụ, phi phi vụ. Không còn phải là nhân vật trong những lần dẫn chuyện. Không phải lúc nào cũng mặc áo dài trắng như mọi khi vẫn diện. Trong tiềm thức nhân thế giờ cũng ít khi xuất hiện. Nhưng vẫn cười hơ hơ dù bây giờ ta thất nghiệp. Ai cũng biết yêu thương thân mình, ai cũng mạnh mẽ phi thường kiên cường. Mọi người đều mang nụ cười trao đi khắp nơi, giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Thật ra từ xưa đến nay chẳng có việc gì khó cần ta bắt tay. Sức mạnh nằm trong chính bản thân con người đấy thôi, ta đây chỉ giúp mọi người được thấy thôi. Ý-a ơi à, ý-a, ý-a ơi à, ơi à. Giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Giờ lòng ta nhẹ như những hàng mây trời, còn bao khó khăn trên đời, rồi con người cũng sẽ vượt qua. Vì từ lâu là ta đã yên tâm nhiều, thấy biết bao nhiêu điều, tay mềm chân yêu quyết không gục ngã. Và khi bề tắc hay cất tiếng gọi, ta vẫn luôn sẵn sàng đến bên cạnh với nụ cười tươi. Ta là bụt đây.
lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Ôi vừa 4 năm trước, một thằng nhóc mà bạn chưa gặp, để bảo vệ ước mơ, à nó từng bị cô lập. Đập bên tai những lời mà nói, ngừng mơ mộng trong căn phòng nhỏ, nó thu mình lại rồi chìm sâu vào sự cô độc. Nhìn thẳng vào trong gương, nó tự mình đối chất, chưa cần đặt ra câu hỏi, lửa đã bừng lên trong ánh mắt. Những giai điệu lại phát ra ánh sáng ở góc trên tối nhất, và đó là lúc mà bản ngã của nó đã được đánh thức. Ngã, đứng dậy, không, đứng lại, ta đứng đây vượt hết tất cả các chướng ngại. Ngã, đứng dậy, ngã, đứng dậy, ngã, đứng dậy. Đôi khi ta bỏ quên mình trong sương đen, tụt đôi mắt cho những giọt máu tôi vương lên. Khi chột ngã vào những góc khuất sắc lẹm, tâm hồn ta có nguyên vẹn. Tự ra mình trong những nốt nhạc trầm, lạc lõng khỏi những hợp âm, ta tìm những phim lặng để dựa dẫm. Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng hết rồi. 538 Sức mạnh của ta không để tư thể chất, nó hiện diện khi không có gì để mất. Nỗi sợ giờ ta cất ngay, cờ đó chờ ta phất đầy. Chắc tay, đôi chân lưng bước khi trái đất xoay. Giữ cái đầu lại không để mất, gai khi thật cần đến ta sẽ tất tay. Không bao giờ biết sức là kẻ đang ở trong gương. Không bao giờ đầu hàng là kẻ đang ở trong gương. Kẻ đang đứng trong gương, có niềm tin ở trong mắt. Kẻ giá trị luôn đắt là kẻ đang ở trong gương. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Ngã, đứng dậy, không, đứng lại, ta đứng đây vượt hết tất cả các chướng ngại. Ngã, đứng dậy, không, đứng lại, ta đứng đây vượt hết tất cả các chướng ngại.
Anh là Nick, tôi nhà phú ông khá giả nhất xóm. Thanh niên là gặp anh là mất tiền, tắt ngóm vào lớp anh upper hay đeo. Nhà anh chất đống, hãy về cùng anh sẽ tuồn trên mấy nghìn mét đất châu. Thì vào lớp em, anh thủ khoa đầu bà. Điều cần trước tiên là không được nhanh nhỏ đoạn. Tình yêu em gửi vào ngân hàng, lãi cũng phải bằng vạch cân vàng. Anh cũng giàu chẳng kém ai, giàu tình cả tập đoàn. Người thích em, anh chiếm hết cổ phần. Yêu em như rap, không thể bỏ phần. Nàng sẽ phải lòng ai, đáp án đang sáng tỏ dần. Anh thắng thì á, anh sẽ gánh cả tuần. Gậy điệu dân ca nàng kết ngày. Sang nhà em nhờ thầy cũng tiếp tay. Lại lướt lên đằng trước để anh rước nàng. Yêu em đến tận khi trái đất hết xoay. Bao giờ cho gạo bén sàng, cho trăng bén gió, cho nàng bén lòng. Ơi à, ơi à, ơi à, à ơi à, ơi à, ơi à. Quán viên này họ đón nàng viên nhà nhẹ. Liên chị liên anh à, đã từ mạng thuyền mới lên em sang đây tựa vào người anh nè. Sang nhà em nhờ thầy cũng tiếp tay. Liên chị liên anh à, đã từ mạng thuyền à. Anh thích liền em sang đây là tựa vào người anh. Yeah.